nó không phải là tai dày thõng xuống như này gọi là giàu đâu nhá đầy ông tai dày sụ nghèo chết bà luôn phần tứ dậu phần tứ dậu này gồm có bốn cái vị trí tôi chỉ cho anh chị cái tứ dậu nó bao gồm là tượng trưng cho là thủy mạch nãy tôi còn nói về phần 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 sơn thì nó tượng trưng cho phần long mạch đúng không ạ thì đến cái phần thủy mạch tức là thủy mạch nó tượng trưng cho tài, thủy mạch nó tượng trưng cho đường lưu của khí và nó liên quan đến cái phần tiếp nhận thông tin. Thế thì xương gò má hay là các cái vị trí của nam nhạc, bắc nhạc, đông nhạc, tây nhạc, cuối cùng là núi cũng chỉ là cái để mà hộ vệ, che chắn cho cái phần khí nó chạy vào trong 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 chúng ta mà thôi. Cho nên ra là nó tượng trưng cho thủy mạch, nước biển lớn, nước biển nước thì trở về biển lớn biển lớn ở đây nó chính là bộ óc nó gọi là não hải mắt mũi tai miệng được ví như bốn cái dòng sông chảy về biển lớn muốn cho thủy khí lưu thông thì sông cần sâu rộng thì chủ về tài lộc vô biên chủ về tài lộc vô biên tức là miệng thì vuông vức lăng rác rõ ràng cái lăng rác là hai cái cạnh miệng này thành này cái môi nó cứ chỗ đó nó lấn lưng chỗ kia thì gọi là lăng rác không rõ ràng đều vỡ đấy hiểu vỡ, là lăng giác không rõ ràng đúng không ạ nếu như miệng mà quá hẹp môi quá mỏng thì ví như là dòng sông nông cạn nước khó trông tại sao những người môi nó phải dày dặn như thế này cái miệng đó là cái phần khí cuối cùng mắt mũi tai miệng chạy tứ rộng đều là phần đưa đưa khí vào bên trong thế thì nếu như miệng nhỏ ấy thì đó là cái người mà người ta gọi rằng là gọi là phúc thọ hư ảo nước không chảy về biển lớn nếu không chảy về biển lớn Nếu như mà tai á Cần rộng Và sâu Tai cần rộng và sâu Rộng ở đây Là tôi đang nói cái lỗ tai Chứ chưa chắc tai to là Tai to mà lỗ tai nhỏ Thì cũng vứt Tai to mà lỗ tai nhỏ Thì người ta gọi là người ấy, đấy Là hóng thị phi Lúc <laughs> chỗ Bắt loa lúc đây mà Hóng thị phi làm gì đâu Chứ nhìn tai tôi Anh chị còn không nhìn thấy tai tôi đâu luôn <laughs> không nhìn không nhìn thấy tai đâu mà về cơ bản là không nhìn thấy tai đâu cái ông nào mà tai mà cứ mở 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 ở này là cái ông ấy chỉ giống như cái loa phát thanh ấy suốt ngày nghe người lên nghe thị phi hóng cái tai đấy là tai hóng nó còn nó cứ trượt ra ngoài như này thiên hạ nói gì mà kệ đúng không giống như các bạn là giờ ở giờ sử tôi dậy trên này cứ bảo thầy cứ bảo ngon dày đi 6 tháng một lần không bao giờ đánh chẳng hạn chứ mặc kệ nó quan tâm đâu mà. mà tôi nói đến mức mà chị không quan tâm đến cái người tôi thế nào luôn chỉ tập trung vào 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 cái thần khí của tôi thôi thì bởi vì sao tôi cũng chả quan tâm người nói cái gì cả tuột hết nhưng mà quan trọng nhất ấy, cái tuột này là tuột thị vi nhá còn nghe hay không nó do cái lỗ tai nó chả liên quan gì đến cái cánh tai cả nên là phải dặn gọn lỗ tai không phải, cái lỗ tức là cái lỗ vào, vào phải cần phải sâu nhưng mà quan trọng nhất tai to tai nhỏ không quan trọng mà quan trọng là thành vách phải rõ ràng thành quách thì phải rõ ràng thành quách thì phải rõ ràng đúng không ạ và hình thể chắc chắn đầy đặn nó chủ về cái thông minh chủ về cái gia nghiệp ổn định chứ không phải là giàu có nó không phải là tai dày thõng xuống như này gọi là Dầu luôn nhá đầy ông tai dày sụ nghèo chết bà luôn người nó nghèo bền vững <laughs> đây đúng không đây là nghe là cần cái thành quách nó rõ ràng thì nó sẽ có và bốn cái tứ dậu này nó có bốn chương nói riêng về 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 loại này bốn chương nó riêng một loại này nên là tôi sẽ tả cơ bản để nói đoạn này nó hơi hơi dài nên là tôi sẽ tả cơ bản để bạn hiểu cái ý nghĩa của tứ dậu sau chúng ta vào bộ vị thì nó nhanh hơn nhưng mà tôi sẽ qua đó thì trong lúc giảng bộ vị tôi sẽ quay lại từng dậu một cái mắt đấy thì cần phải sâu dài ánh mắt thì phải trong sáng đặc biệt là con người đặc biệt là con người con người trong mắt nó cần phải phân biệt giữa lòng đen và lòng trắng rõ ràng nếu nó xảy ra tranh chấp vẩn đục là người đấy là tư tưởng và tư duy mọi thứ là mờ ám cái điều thứ hai cái điều thứ hai là con người đấy có phải là cái người tốt hay không thì nó do một yếu tố rất quan trọng đó là nó gọi là cái mắt nó phải chia thành đủ ba khoang khoang đầu tiên là khoang trắng bên trái khoang đen và khoang trắng bên phải trên một con mắt nếu ông nào nói chuyện mà lại thấy cái có chỉ có hai khoang thôi tức là hai khoang tức là thế này hai khoang hai khoang tức là thế này ví dụ đây là cái mắt chẳng hạn đúng không cái lòng đen của ông thì bằng nhai thôi hiểu không thế là lòng trắng nó tràn từ bên này sang bên này đúng ạ và ngược lại thì lòng trắng nó tràn xuống dưới đúng ạ thì tất cả những trường hợp mắt như thế này là những cái trường hợp là những cái trường hợp này là không chơi được đúng không ạ đèn trắng lẫn lộn không chơi được Tôi không muốn dùng những cái từ nó mạnh mẽ Bởi vì chị về tận đi tận đi mà đọc sách Không phải ngồi trên lớp dạy nó, nó cũng có nhiều từ nó bị hạn chế <laughs> Đúng không? Và thứ hai nữa là Lòng trắng là phải phân minh Đồng tử là phải linh động Đồng tử là phải linh động Linh động ở đây không phải là láo liêng <laughs> Một chuyện là mắt cái đá đảo, là đảo như giang lạc là không được Đúng không ạ Đồng tử Anh chị nhìn cái người đọc sách ấy Anh chị sẽ nhìn thấy là Con người người ta đọc đọc sách ấy, nó quay gần Anh chị thấy là đọc sách ấy, hoặc là nhìn đến chị thấy nhìn người khác đọc sách mà xem anh chị thấy là cái mắt người ta sẽ từng chữ như thế này đúng không ạ những cái trường hợp còn những người như tôi đọc sách gần như tôi chỉ nhìn đứng im tôi không có đảo điệu lại tôi đưa mắt nó nhẹ nhàng nhẹ nhàng chứ tôi không có tập tập lúc ngủ gật mất đọc thế mất ngủ mất thế thì ở đây là cái mũi ạ cái mũi thì cần thông suốt hai lỗ mũi phải kín đáo kín đáo kín đáo ở đây nó được giải thích nghe này cái lỗ mũi nó có ba trạng thái một là lỗ mũi nó ngửa lên trên hai là lỗ mũi nó chụp xuống dưới ba là cái lỗ mũi nó theo chiều ngang đúng không ạ thế thì cái lỗ mũi mà ngửa lên trên đúng không ạ thì nó gọi là hầm mũi hóng <laughs> hóng đủ thứ chuyện đúng không ạ nhưng mà cái lỗ mũi mà nó mà <laughs> chúc xuống dừa đây này tức là mua mũi phải phải đầy đặn sống mũi phải thẳng này không cong này lô mũi lõm này hai cánh mũi phải đầy nở nang cân xứng thì đời sung túc và giàu có thì hai cánh mũi này gọi là lan đài và đình quý cái người phụ nữ ở cái người mà cứ phụ nữ ấy mà làm cho hai cái mũi nó bị xẹp quá thì lại là người chắc lép không sông xanh À, cho nên là khi làm mũi hay là chỉnh cái mũi Thì cứ đơn nào các bạn chỉnh cái mũi Hàn Quốc có cái thời chỉnh cái mũi bỏ cả như là bỏ cả cánh mũi lên dựng thẳng lên này cái mũi đấy gọi là độc tủng cô phong cái đấy là cái mũi đấy là cái mũi mà bị nhọn như thế người ta gọi là hỏa tinh hỏa tinh mà đóng trên gò thổ tinh thì hỏa thổ tương sinh thì nơi đấy là nơi không có huyệt kết không có núi nào kết huyệt hỏa cả cái mũi to nó mới sang ăn cơm mới là cái người hào sảng ăn chơi là tên tên lé ăn chơi là phải tưng bừng nên cánh mũi mà mỏng thì thì, thì lại chỉ mong tích thôi đúng không con cánh mũi mà nó mà lại mà mà dày ừ. mà lại rộng rãi mà cái chuẩn đầu nó mà thấp quá thì đều gọi là tiêu quá tay ăn chơi quá đà cho nên là mọi thứ đòi hài hòa cân xứng to quá không được ít quá không được cái người mà cánh mũi nó mà hẹp mỏng hẹp nhỏ hoặc một cái một mũ, cái mũi to nguồn tài chính rất lốt mọi thứ làm rất tốt nhưng mà lại có bao nhiêu tiêu hết còn cái người hoang hay không hoang thì do là cái độ lộ của mũi khi góc độ nhìn thẳng nó thế nào